Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, số lượng các vụ việc ngành tòa án hai cấp thụ lý giải quyết tăng 9,6%. Thành quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của Hưng Yên năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường DT379 phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã đoàn kết trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bám sát nghị quyết Đại hội 13, kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã cùng các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình kinh tế xã hội đất nước phục hồi tích cực, đạt những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt được mục tiêu tổng quát đạt và vượt 13 chỉ tiêu, xấp xỉ đạt 1 chỉ tiêu và chưa đạt 1 chỉ tiêu trong số 15 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do Trung ương, Quốc hội giao, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, có phần nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng hơn, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón xuân Quý Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2022, Chính phủ đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021. Nổi bật là kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%, mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm 5 vấn đề mang tính định hướng để hội nghị cùng suy nghĩ và trao đổi. Trong đó, Chính phủ cần chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống, các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao 18 tham luận của lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh thành phố. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát mục tiêu mà Chính phủ đề ra để thực hiện có hiệu quả hoạt động của ngành địa phương, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Tập trung đầu tư những dự án trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nắm chắc tình hình thực tiễn để đưa ra những chính sách phù hợp kịp thời, tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng an ninh, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế của Việt Nam, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, giảm phiền hà cho nhân dân, tiếp tục tinh giản bộ máy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống của người dân.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cho rằng hội nghị diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2023, đánh dấu bước khởi động đầy tích cực, hứa hẹn một năm làm việc hăng hái hiệu quả đối với toàn ngành tuyên giáo của tỉnh. Điểm lại những dấu ấn nổi bật về tốc độ tăng trưởng thu ngân sách, giá trị xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo trong bức tranh tổng thể của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Đồng chí đánh giá cao và ghi nhận biểu dương những đóng góp của ngành tuyên giáo và sự phát triển chung của tỉnh, nhất là việc giúp tỉnh ủy nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân để có những định hướng chỉ đạo kịp thời. Tích cực. Ban tuyên giáo đã giúp cho tỉnh ủy là cái nắm bắt tình hình nhân dân, tư tưởng của nhân dân, cũng kịp thời là tổng hợp phản ánh những cái điểm nóng, điểm gận cộn để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những cái định hướng cũng như cái chỉ đạo hết sức được kịp thời để chúng ta xử lý. Ban tuyên giáo đã có hàng tuần là cái cập nhật thông tin dư luận ở địa phương, các cơ quan báo chí, các đồng chí hết sức là tích cực tham gia cái nội dung này, phản ánh rõ các việc, các vụ việc nổi cộm ở địa phương, cũng như là việc làm tốt, việc làm hay ở các địa phương mà báo chí truyền thông cũng đã nêu. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng ngành tuyên giáo phải thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết cho các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh định hướng tư tưởng, lý luận, đổi mới cách tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng và quản lý hiệu quả công tác báo chí, nhất là hoạt động của các cơ quan báo chí trung ương tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Diễn biến của năm 2023 thì chúng ta có nhiều xu hướng triển khai các cái nhiệm vụ từ công tác cán bộ cho đến công tác phát triển kinh tế. Tới đây thì phải giải phóng cái con đường vành đai 4, vành đai 3,5 giữa Hưng Yên với Hà Nội và các tỉnh khác. Cái cơ chế chính sách khác nhau. Thì đây là một câu chuyện thách thức. Mà thưa các đồng chí là năm 2023 này chúng ta phải giải phóng khoảng gần 4.000 ha. Năm 2022 các đồng chí mới được gần 1.000 nhé. Thế còn 4.000 ha bây giờ chúng ta giải quyết thế nào? Ông chỉ là trong một năm. Thứ hai là các cái vấn đề mà chúng ta đưa cái chủ trương an sinh. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi có quy định là không cho chăn nuôi ở một số khu vực nội thị hoặc đô thị hoặc phường, sẽ tác động đến cái việc là chuyển đổi lao động của người dân chúng ta. Thì cũng sẽ có dư luận và sẽ có những cái việc tư tưởng người dân cần phải nắm sớm hơn, nhanh hơn. Nhân dịp này, 18 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng. Nhiều tập thể cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác thời gian vừa qua. Năm 2022, số lượng các loại vụ việc Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên phải thụ lý giải quyết tăng 9,6% so với năm trước. Đặc biệt, tính chất mức độ vi phạm pháp luật ngày càng đa dạng và phức tạp. Thông tin trên được báo cáo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tòa án năm 2023 sáng nay. Theo đó, Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết được gần 4.100 vụ việc, hòa giải đối thoại thành 540 đơn khiếu kiện, tổ chức xét xử 32 phiên tòa trực tuyến và 72 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong năm, không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án hai cấp năm 2023 được xác định là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao đề ra, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp khiếu kiện, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, thực hiện triển khai thi hành luật hòa giải đối thoại tại tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của tòa án, triển khai thực hiện phong trào thi đua vì công lý, bảo đảm thực chất sáng tạo, tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua ngắn hạn với chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Theo thông tin từ một số doanh nghiệp, quý 1 năm 2023, hầu hết các đơn hàng thị trường xuất khẩu đều bị giảm. Để giữ ổn định việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc đa dạng hóa đơn hàng, tìm kiếm thị trường và đối tác mới. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của mình mà việc làm thu nhập của doanh nghiệp này trong năm 2022 vẫn được giữ vững. Lương bình quân đạt gần 10 triệu đồng một người trên tháng. Dự kiến
mức thưởng Tết Quý Mão là một tháng lương thực lĩnh để khắc phục tình trạng chung mà các doanh nghiệp hiện đang đối mặt, đó là thiếu đơn hàng trong quý 1 năm 2023. Thay vì chỉ gia công những đơn hàng lớn, dài hơi cho doanh nghiệp nước ngoài như trước, thì nay doanh nghiệp chủ trương thực hiện với cả doanh nghiệp nội địa không phân biệt quy mô đơn hàng vì đảm bảo đủ việc làm để giữ chân người lao động đang là giải pháp ưu tiên số 1 của doanh nghiệp trong quý đầu tiên của năm mới 2023. Theo cái tình hình chung thì cái ngành dệt may cũng rất là khó khăn. Công ty cũng sẽ cố gắng tìm kiếm những đơn hàng từ các cái đối tác, kể cả là những cái đơn hàng nhỏ lẻ. Song song với đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, tỉnh Hưng Yên đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 30 sản phẩm tiêu biểu đặc sản của tỉnh, trong đó một chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng, có 17 nhãn hiệu tập thể và 12 nhãn hiệu chứng nhận. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã đặt hàng với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học thực hiện các nhiệm vụ khoa học hỗ trợ người dân duy trì và phát triển thương hiệu, tiêu biểu như đề tài ghép vải trứng trên gốc vải lá chín sớm, khắc phục tình trạng ra hoa cách năm trên cây vải, phương pháp trị bệnh vàng lá thối rễ cho cây cam, xây dựng kinh tế tuần hoàn cho sản phẩm chuối, xử lý chế phẩm từ cây nghệ. Nhiều đề tài đã được nghiệm thu hoặc đang triển khai đem lại hiệu quả thực tiễn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm đầu tiên các địa phương xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương gặp khó khăn do các chỉ tiêu thành phần tăng cao so với giai đoạn trước đó. Tuy vậy, nhìn tổng thể kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các tiêu chí, chỉ tiêu đều có sự thay đổi theo hướng nâng cao chất lượng. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 khu dân cư được công nhận, khu dân cư kiểu mẫu. Thu nhập 1 hectare canh tác đạt 230 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 102 triệu đồng một năm. Lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh đã có 12 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đều đảm bảo các tiêu chí. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên triển khai trồng trên 17.000 cây nhân dân tại các tuyến đường với quy mô lớn. Có 28 tuyến đường trồng một loại cây tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Hiện nay, Hội đồng Thẩm định xây dựng nông thôn mới tỉnh đang thẩm định hồ sơ 32 xã đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao và 16 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có một cái sự thay đổi rất lớn, kể cả về hệ thống cơ sở hạ tầng, như là trường học được xây thêm, xây bổ sung phòng học, xây thêm các phòng chức năng. Một số trường thì đang xây dựng cái nhà tập đa năng. Thế hoặc là các nhà văn hóa thôn là cũng rất nhiều thôn có các cái nhà văn hóa mới được xây dựng. Nguồn vốn cũng rất là phong phú đa dạng, có hỗ trợ của tỉnh, có đầu tư của huyện, và có nguồn kinh phí từ xã và đặc biệt là có cái phần xã hội hóa. Trong năm qua, ngân sách tỉnh đã bố trí trên 500 tỷ đồng cùng với các nguồn kinh phí khác đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện chương trình. Vì vậy, diện mạo nông thôn tiếp tục có thay đổi khởi sắc. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có 30 khu dân cư kiểu mẫu, 30 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương đều có kế hoạch rà soát đánh giá các tiêu chí mà còn yếu, còn thiếu để có kế hoạch tập trung nguồn lực đầu tư. Trong đó, huyện Văn Giang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Khoái Châu đầu tư cho vấn đề môi trường, huyện Phù Cử tiếp tục đầu tư hạ tầng. Tập trung vào cái việc là xây dựng cái kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội của huyện, hệ thống cái đường giao thông, đặc biệt là cái hệ thống giao thông nội đồng ở các vùng sản xuất hàng hóa. Cái vấn đề thứ hai là tập trung cái vào cái việc là phát triển các cái sản phẩm chủ lực của huyện theo cái chủ trương cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp này gắn với cái xây dựng nông thôn mới đấy, để nâng cao cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm chủ lực, trong đó thì có các cái sản phẩm hoa và các loại cây cảnh, giải quyết các cái vấn đề môi trường đấy, xử lý rác thải và đặc biệt là chú trọng đến phân loại và xử lý rác thải hữu cơ gia đình. Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân khi các tiêu chí ngày càng có yêu cầu cao hơn. Dự án cải tạo, nâng cấp đường DT379B, trục trung tâm chính của huyện Văn Giang có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, được triển khai thi công từ cách đây gần 3 tháng. Dự án gồm 3 đoạn tuyến và theo hợp đồng ký kết thì từng đoạn tuyến của dự án sẽ hoàn thành trong ít nhất 360 ngày. Thế nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán,
huyện Văn Giang đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Những ngày này, đơn vị thi công đoạn tuyến số 2 từ đường DT379 đến DH23 huy động lực lượng cùng nhiều thiết bị máy móc khẩn trương thi công hạng mục bề mặt đường. Trong quá trình thi công, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhà thầu đã xây dựng các phương án chống ùn tắc, điều tiết giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các phương tiện và lao động tại công trình. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng và kịp thời để nhanh tiến độ, huy động toàn bộ nhân lực về mặt con người, kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật cũng như là máy móc, công ty và các nhân công để làm sao mà đẩy nhanh được cái tiến độ của dự án theo chỉ đạo của ban lãnh đạo huyện. Cũng chúng tôi cố gắng là đến ngày 15 tháng 12 âm thì sẽ cố gắng là thảm được một lớp cho bà con đi lại cho nó thuận tiện cũng như là sạch sẽ. Tại đoạn tuyến số 1 và số 3, các nhà thầu cũng huy động tối đa máy móc nhân lực để tổ chức thi công. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Văn Giang cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu, đồng thời có mặt để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Cả ba đoạn thì chúng tôi cũng đang bám sát cái tiến độ chỉ đạo và cũng cơ bản đáp ứng được theo cái tiến độ ở tại hiện trường cũng như là cái kế hoạch thực hiện, thì các nhà thầu đang tập trung cái nhân lực, phương tiện, vật tư để đảm bảo kế hoạch này, và chúng tôi khả quan là sẽ đảm bảo được cái tiến độ theo yêu cầu. Dự án cải tạo nâng cấp đường DT379B có tổng chiều dài gần 5 km, xác định khi dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện khung hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, giảm tải giao thông của trung tâm huyện. Trước khi nghỉ Tết, huyện Văn Giang yêu cầu các nhà thầu chọn điểm dừng thích hợp để thu gọn nguyên vật liệu máy móc. Đối với các hạng mục đang thi công dang dở phải được dọn gọn gàng và rào chắn, bố trí đèn cảnh báo đảm bảo cho người dân đi lại đón Tết an toàn thông suốt. Năm nay huyện Kim Động được giao chỉ tiêu tuyển chọn 217 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân, song cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng huyện đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng giao quân. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cùng các xã thị trấn đã tập trung làm tốt công tác đăng ký quản lý nguồn và sơ tuyển khám tuyển chặt chẽ ngay từ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong quá trình tuyển chọn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự đến công dân. Huyện đã khám sức khỏe cho 284 thanh niên đủ điều kiện. Hiện Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện hiệp đồng với Trung tâm Y tế huyện để giám sát HIV, xét nghiệm ma túy, điện tim những công dân đủ điều kiện sức khỏe tiêu chuẩn chính trị vào ngày 5 tháng 1. Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức khám vét với các thanh niên còn lại theo đúng quy định. Cùng với đó là tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, tiến hành tổ chức thâm nhập gặp gỡ để kịp thời nắm bắt động viên các thanh niên sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ va chạm giao thông, làm chết 2 người, 1 người bị thương. Vụ thứ nhất xảy ra giữa xe máy va chạm với xe ô tô tải khiến nam công nhân tử vong. Khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022, trên tuyến quốc lộ 39 đoạn qua khu công nghiệp Phố Núi A, huyện Yên Mỹ, nam thanh niên tên M, quê ở tỉnh Yên Bái, đi xe máy biển kiểm soát 37L210956, đâm gầm xe tải với thương tích rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó nạn nhân tử vong. Vụ thứ hai là khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại đường 377B thuộc thôn Yên Vĩnh, xã Dại Trạch, huyện Quế Châu, xe ô tô biển kiểm soát 89C23291 do anh Hoàng Tuấn Anh ở xã Tân Dân điều khiển va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 89F157710 do anh Trần Hữu Thịnh ở xã An Vĩ đều ở huyện Quế Châu điều khiển, sau xe có chở một người. Hậu quả, anh Thịnh tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương. Trong 3 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh kiểm tra xử lý 41 phương tiện vi phạm, lập biên bản xử phạt gần 250 triệu đồng, trong đó có 16 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt 165 triệu đồng, vi phạm quá tải trọng 7 trường hợp.